Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, các thống kê mới nhất cho thấy biến chủng Omicron đang dần thống trị tại một số quốc gia, trong đó có ở Mỹ và Anh. Để ngăn chặn tốc độ lây lan của biến chủng Omicron, thủ đô Washington DC của Mỹ cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo đó, biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố đã được khôi phục. Đây cũng là thông tin mở đầu cho cụm tin vắn về tình hình dịch COVID-19 tại một số quốc gia trên thế giới 24 giờ qua. Giới chức Washington DC cho biết tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm mở rộng những công cụ hành chính để đảm bảo chính quyền thủ đô có thể làm mọi biện pháp cần thiết về mặt hành chính. Theo đó, biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm trong nhà sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 và kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên chính quyền địa phương cũng sẽ được triển khai. Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo có thể áp dụng thêm các biện pháp hạn chế trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng mạnh và số người nhập viện tăng chóng mặt tại Anh. Trước đó, thị trưởng London Sadiq Khan thông báo sẽ hủy sự kiện dự kiến thu hút 6.500 người tại quảng trường Trafalgar vào đêm giao thừa sắp tới. Thay vào đó, hãng BBC sẽ truyền hình trực tiếp buổi lễ này. New Zealand vào ngày 21 tháng 12 thông báo hoãn kế hoạch mở cửa biên giới cho đến hết tháng 2 năm 2022 vì lý do biến thể Omicron đang lây lan nhanh trên toàn cầu. Theo kế hoạch ban đầu, các hạn chế biên giới quốc tế sẽ được nới lỏng từ tháng 1 năm 2022 và đến tháng 4 sẽ cho phép toàn bộ khách nước ngoài được nhập cảnh. Tuy nhiên, theo quyết định mới, chương trình nhập cảnh không cách ly dành cho người New Zealand sống tại Australia từ ngày 16 tháng 1 năm 2022 sẽ bị lùi lại đến cuối tháng 2. Bộ Y tế Brazil cho biết những người suy giảm miễn dịch tại nước này có thể được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư ít nhất 4 tháng sau khi hoàn tất tiêm mũi thứ ba. Thông báo nêu rõ mũi tiêm vaccine thứ tư đặc biệt quan trọng đối với những người suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, chẳng hạn như người nhiễm HIV hoặc bệnh nhân ung thư đang được điều trị tích cực bằng xạ trị hay hóa trị. Ngoài ra, Bộ Y tế Brazil cũng có kế hoạch rút ngắn khoảng cách tiêm giữa mũi thứ hai và thứ ba từ 5 tháng xuống 4 tháng.